Các bạn mở Facebook lên, ở bên góc phải có ba dấu gạch ngang. Các bạn chọn ba dấu gạch ngang và vô cài đặt và quyền riêng tư. Sau đó là vô cài đặt. Sau khi mở cài đặt lên thì sẽ xuất hiện cái trang là thông tin cá nhân. Đó, chọn thông tin cá nhân. Sau đó vô trang cá nhân của mình, mở ra và sau đó là mở cái trang có cái mặt của mình lên và có bấm vô tên. Đó, phía bấm tên. Tên thì khi sau khi ra tên thì mình thay đổi cái tên của mình. Ví dụ như cái tên là cái họ là cái tên. Tại bên nước ngoài á, tiếng Anh á, nó ngược với mình, là cái họ á, là ghi đằng sau mà cái tên thì ghi đằng trước. Cho nên á, khi mình ghi lại thì mình ghi cái tên và cái họ nó khác. Tên của mình là Yên và Yên GP. Bây giờ mình sửa, mình bỏ cái chữ Yên, chữ GP đi. À, mình không thích nữa, mình bỏ cái chữ GP thì thành là Yên Yên mà không có GP. Đó, rồi sau đó là mình xem thay đổi, là tại vì mình không có bắt buộc. Nếu nó yêu cầu bấm bắt buộc thì các bạn bấm nha. Thay đổi tên thì 60 ngày thay đổi một lần. Thì 60 ngày sau các bạn mới đổi được. Sau đây là cái tên của mình đã được đổi. Khi đổi xong thì quay lại trang, không có đổi liền đâu nha. Phải đợi hệ thống cập nhật khoảng một ngày sau thì các bạn quay lại mới thấy tên mới. Bởi vậy có nhiều bạn đổi xong rồi quay lại vẫn như cũ nên cứ nghĩ là mình đổi không được. Video đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh giùm mình nha. Bye!